或是风雨会躲过风景、哦哦哦哦哦、就算烧成灰也无所谓，一心追寻着舞台，被具象的光彩怀抱着期待、哦哦哦哦、穿越平凡之海，前去新的未来，屏住呼吸以后，让眼睛绽放在em xong rồi. Đàn chị à? Em... Ừ, em... Em xong rồi. Em xong rồi. Xong rồi. Lúc nãy mình làm gì vậy chứ? Nhưng mà yết hầu của anh ấy quyến rũ quá đi mất. Mình đang nghĩ gì vậy chứ? Đi cả ngày mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon. Đi rồi. Tại sao vậy? Sao lại đi chứ? Mình không quyến rũ sao? Chắc không đâu. Tại sao chứ? Mình biết ngay mà. Mình không thể tin vào bộ đồ mà Diên Kha Kha chọn được. Yeah.
Tôi xin lỗi, xin lỗi nha. Không sao đâu. Ủa, cô là ca sĩ hả? Không phải đâu, cô nhầm người rồi. Alo. Cô Mã, cô cũng tới rồi sao? Mời vào, mời vào. Nè cô Mã à, cô muốn ăn uống gì không? Thôi khỏi đi. Thật sự rất cảm ơn cô đã tới đây. Thực ra tôi thực sự không... Tôi thực sự không có gì nghiêm trọng đâu. Anh hơi bị sốt đó. Anh có uống thuốc gì chưa? Chưa uống. Vậy anh ăn gì chưa? Bây giờ không ăn nổi gì hết. Không ăn nổi, vậy thì tôi đi trước nha. Ơi, đừng. Cô Mã à, thật ra tôi cũng hơi đói rồi. Tôi cảm thấy tôi nên ăn chút cháo. Đợi chút. À, được rồi. Nấu xong rồi, mau ăn đi. Cảm ơn cô Mã nhiều nha. Nóng quá. Anh phải cẩn thận một chút chứ. Nóng thì phải thổi rồi mới ăn chứ. Sao rồi? Không sao đâu. Cô Mã à, cô chu đáo thật đó. Nè, ăn đi. Hả? Tôi quên mất, anh chỉ bị cảm thôi, chứ tay đâu có bị thương đâu. Không phải đâu, tôi bị bệnh thật mà. Tay chân tôi bủng rủng hết rồi. Cô có thể giống như lúc nãy. Không được. Anh mau ăn đi. Nếu bệnh nặng quá thì gọi điện cho tôi. Đừng. Cô Mã à, đừng đi mà. Tôi vẫn còn thấy trong người tôi mệt lắm. Hơi mệt đó, được không? Anh ăn đi. Ăn xong rồi ngủ một giấc. Được. Anh chuẩn bị từ lúc nào vậy? Tối qua anh gọi điện bảo khách sạn làm đó. Từ đây nhìn ra ngoài sẽ nhìn thấy hoàng hôn.
Em thích không? Em thích. Cảm ơn anh. Nhưng mà tất cả cũng tại em. Phải bắt anh ở lại khách sạn với em như vậy. Ở khách sạn làm gì cũng tiện mà. Anh thích lắm. Từ từ thôi. Không ai dành với em đâu. Em có nói ai dành đâu. Vậy lúc nãy em suy nghĩ lung tung rồi. Làm gì có. Mau ăn đi. Có ngon không? Ngon lắm. Thank you.
Vậy rồi. Sao? Em muốn ăn gì anh đặt cho em. Sandwich với ly nước ép đi. Được, sẽ có ngay cho đàn chị. Sáng. Hôn buổi sáng là nụ hôn như vậy sao? Vậy phải hôn làm sao? Thì phải khiến anh cả ngày khó quên đó. Đợi em một chút. Alo. Thần Thần, cuối cùng em cũng chịu bắt máy rồi. Sao hả chị? Có người chụp được em và Lục Cảnh tay nắm tay nhau ở ngoài phố đó. Lúc nào vậy? Ngày hôm qua, nhưng mà tạm thời bọn chị diêm tin xuống rồi. Để chị gửi hình cho em coi nha. Còn lại thì đợi em về rồi mới bàn tiếp. Ừ. Hay là em về đây trước đi. Chị biết bây giờ em đang rất hạnh phúc. Nhưng mà chị không muốn xảy ra bất kỳ vấn đề gì trong lúc em đang ở bước ngoặt sự nghiệp. Điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của em. Em biết rồi. Lúc nãy anh xem vé xe, tối nay vẫn còn xe để về đó. Sao chúng ta phải về chứ? Lúc nãy chị Tình gọi cho em nói chuyện công việc đúng không? Ừ, sao anh biết hay vậy? Nếu không đoán được chút tâm tư này của em thì làm sao là bạn trai của em được. Nhưng mà anh đã chuẩn bị chuyến đi lần này rất là lâu đó, lên rất nhiều kế hoạch nữa. Nếu vì công việc của em mà lãng phí hết như vậy... Không sao đâu. Dù sao sau này vẫn còn nhiều thời gian mà. Không phải sao? Từ khi mà anh biết hộp nhỏ chính là em thì anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ở bên em. Cảm ơn anh. Ta 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 ta
Alo. Em về tới nhà chưa? Ừ, em mới tới. Còn anh? Anh vừa mới tắm xong. Nghỉ ngơi sớm đi, đừng suy nghĩ gì cả, hãy ngủ một giấc thật ngon. Hành trình mấy ngày nay chắc làm em mệt lắm. Em thực sự rất muốn ôm anh. Anh cũng muốn ôm em. Lục Cảnh. Ừ. Anh đi. Sao em không nói gì? Có gì đâu, nghe thấy hơi thở của anh là em thấy yên tâm lắm rồi. Được. Vậy khi nào em ngủ rồi anh mới tắt máy? Ừ. Chị Thân, chị Thân, chị mau xem đi, có chuyện rồi nè. Sao vậy? Hình như em và Lục Cảnh bị tung lên mạng, thông tin của Lục Cảnh cũng bị đào ra luôn. Ở dưới còn có người nói anh ta ở chung với lại Lục Cảnh nữa đó. Bây giờ mọi người đều đang hỏi địa chỉ kìa. Em bình tĩnh chút đi. Alo. Anh Gia Dận, sao anh lại tới đây? Anh tới đây thăm em ấy, xem thử anh có giúp được gì hay không. Anh vào đi. Tình hình bây giờ có hơi phức tạp một chút. Nếu như mà không trả lời thì hình ảnh là chứng cứ như đinh đóng cột. Tin đồn sẽ càng lúc càng không thể kiểm soát được, hậu quả không tưởng tượng nổi. Điện thoại. Alo. Alo, cả bà. Sao vậy? Bà nội của Lục Cảnh bị thương rồi, em có muốn tới bệnh viện thăm không? Được. Sao vậy? Bà của Lục Cảnh bị thương, em tới bệnh viện thăm bà ấy. Để anh đưa em đi. Được. Ờ, bên đây. Cảm ơn anh nhiều, người anh em. Khách sáo quá rồi, một bữa cơm thôi mà. Lục Cảnh. Sao em đến đây? Khoai Môn nói cho em biết là bà bị thương rồi. Anh Gia Dận đưa em tới đây. Ờ, vậy hai người đi thăm bà đi ha. Tôi đi nhờ xe anh Đinh là được rồi. Đi, mau đi. Đi thôi. Về anh đi trước đi. Đi thôi. Đi. Ôi trời. Ủa? Sao hai đứa lại tới đây vậy? Ông ơi, ông ngồi xuống đi. Bà ơi, bà thấy sao rồi? Bà không sao. Không có gì đáng ngại đâu. Bác sĩ nói là chỉ bị trẹo chân thôi. Đáng lẽ là sắp được ra viện rồi, tại Tiểu Cảnh không yên tâm nên cứ bắt bà ở lại đây để theo dõi vài ngày. Vậy bác sĩ có nói khi nào bà được xuất viện không? Hay là thuê một hộ lý nha? Ừ, khỏi đi. Bà bị trẹo chân có một chút thôi, không cần hộ lý đâu. Có ông chăm sóc cho bà được rồi. Đúng rồi, có ông đây. Yên tâm đi, bà anh không sao đâu. Bà ơi, vậy bà có nhìn rõ là ai đụng bà không? Ơi, cái này không quan trọng đâu. Thực ra là do mấy cậu thanh niên đó thôi. Muốn hỏi bà vài câu hỏi, nhưng bà hùng hổ, không lễ phép gì hết à. Nên đã làm cho bà của cháu giật mình. Bà bất cẩn lùi về sau, nên mới làm cho bị trẹo chân thôi. Đúng đó. Ông bà ơi, cháu xin lỗi. Tất cả cũng đều vì cháu, nên là bà mới bị thương. Ôi trời,
có liên quan gì tới cháu đâu. Không sai, không thể trách cháu được đâu, đúng không? Hơn nữa, cháu à, ông nói cháu nghe, cháu đừng bao giờ tin mấy cái tin vớ vẩn sằng bậy kia được rồi ha. Đừng tin bọn họ nói như vậy. Chẳng lẽ vì mấy chuyện đó mà chúng ta không sống nữa sao? Đúng rồi đó, cháu đừng có giận ha. Đúng rồi, cháu không được giận. Cháu chưa nghe sao hả? Ai giận thì giận, mình không giận, giận nhau rồi lại mệt. Ai mệt giùm ta đi, có phải không? Đúng đúng đúng. Cảm ơn ông bà nội. Đừng khách sáo, chúng ta là người nhà mà. Đúng vậy đó, cháu là cháu dâu của ông bà mà. Bà nội nói đúng đó, đều là người một nhà. Tiểu Cảnh à, cháu phải chăm sóc cho Lương Thần đó ha. Cháu biết rồi bà nội à. Cô muốn nói gì sao? Thật ra cũng không có gì đâu, tôi chỉ muốn xác nhận lại với anh thôi mà. Anh thực sự từ bỏ Cam rồi sao? Ừ. Bây giờ tôi là bạn tốt của em ấy, lúc mà em ấy cần tôi sẽ xuất hiện. Thật vậy hả? Thật ra thì em ấy vui ở bên cạnh em ấy bằng thân phận gì cũng đâu có sao, đúng không? Được rồi, đừng nói nữa anh Đinh à. Anh mà nói thêm vài câu nữa, tôi sợ tôi yêu anh rồi lấy anh luôn ngay tại chỗ đó ha. Diễn xuất của diễn viên kịch luôn lố như vậy sao? Đúng là. Cuối cùng về nhà an toàn rồi. Em như vậy nhìn giống bà già quá. Anh cũng nhìn giống ông già quá đi. Vậy chúng ta là một cặp ông bà già đó. Nhìn đi, sau này chúng ta già đi, nhìn cũng xứng đôi lắm đó. Ừ. Chúng ta công khai đi, anh muốn cả đời mình có thể ở bên em đường đường chính chính. Anh không sợ là lại có chuyện giống hôm nay sao? Làm tổn thương đến gia đình và anh sao? Trước đây thì anh đúng là sợ thật, sợ sẽ gây phiền phức cho công việc của em. Nhưng giờ anh không sợ nữa đâu. Sau này tất cả phiền phức của em, anh sẽ cùng với em đương đầu. Vậy chúng ta cùng nhau đương đầu. Được. Anh căng thẳng không? Nhưng anh lại thấy chị Tình căng thẳng hơn anh đó. Có lộn xộn không chị? Có nhìn thấy rõ không? Mình không còn đủ thời gian đâu. Được rồi. Chị Thần, Lục Cảnh, đây là bản thảo mà em đã sửa xong. Hai người xem đi, lát nữa đọc theo bản thảo nha. Sao rồi? Chuẩn bị xong chúng ta bắt đầu. Ừ. 3, 2, 1. Chào mọi người, tôi là Lương Thần. Chào mọi người. Tôi là Lương Thần.
Tôi là Lục Cảnh của Lương Thần. Chào mọi người. Anh nói gì vậy? Anh nói gì sai sao? Anh ấy nói không sai. Anh ấy là Lục Cảnh, nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng mà anh ấy ấm áp, cũng rất có tài, là người mà tôi muốn trân trọng như người thân và cùng chung sống tới cuối đời. Hy vọng mọi người sẽ thích nửa kia của tôi. Tôi và Lương Thần là hai người đến từ hai thế giới khác nhau, nhưng chúng tôi đã gặp nhau, cũng đã yêu nhau. Tôi chỉ là một sinh viên đại học, tôi biết tôi còn rất nhiều thiếu sót, nhưng vì Lương Thần, tôi sẽ cố gắng học hành, cố gắng phát triển bản thân. Tôi sẽ cố hết sức mình trân trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, làm chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Hổ danh là anh Cảnh nhà mình, đánh bại hàng ngàn fanboy lên ngôi thành công. Từ nay về sau, anh Cảnh chính là thần tượng của tôi. Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Lục Cảnh bá đạo, Lục Cảnh tuyệt vời. Bánh quẩy à, con cũng muốn yêu rồi có phải không? Sao rồi hả chị? Có một chút... Họ đã nói gì vậy? Có ảnh hưởng đến Lương Thần không? Thực ra thì em thấy thì... lúc nãy hai người livestream có phần hơi quá đáng một chút. Hai đứa cũng đừng nôn nóng quá. Phản ứng của fan mà, chúng ta cũng không thể kiểm soát được. Làm gì cũng đã làm rồi. Những chuyện khác cũng không thể cứu vãn. Không sao, cùng lắm em xin làm sản xuất. Hai người trêu bọn em đó hả? Ai biểu lúc nãy livestream hai đứa không theo bản thảo mà trêu bọn chị, là bọn chị căng thẳng muốn chết luôn. Đúng đó, lần này quà rồi nha. Nhìn lúc nãy em nói bọn chị quá đáng là sao vậy? Chị Thần ơi, chị đừng có lo lắng. Ý em muốn nói, lúc nãy livestream hai người lợi dụng công việc để khoe tình yêu của mình, thật là quá đáng. Xin lỗi, em không kiểm soát được cảm xúc. Thật ra lúc nãy khi livestream, bọn em luôn đọc comment trong phòng livestream. Đa phần mọi người đều chúc hai người hạnh phúc. Cơ bản không có những comment tiêu cực gì hết. Ê, mau đưa chị xem đi. Đây nè. Cứ tưởng là phải đánh một trận ác liệt lắm, cũng không ngờ phản ứng của fan cũng ổn. Chị tin nè, đúng là chúng ta phí công lo lắng rồi. Không phải phí công lo lắng đâu, cái này gọi là lo trước tính sau. Tôi chỉ là một sinh viên đại học, tôi biết mình còn rất nhiều thiếu sót, nhưng vì Lương Thần, tôi sẽ cố gắng học hành, cố gắng phát triển bản thân. Tôi sẽ cố hết sức mình trân trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, làm chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Vậy là công khai rồi. Thằng nhóc Lục Cảnh này cũng ghê quá rồi đó. Ai mà không có bạn gái chứ. Liều luôn. Đàn chị xem này, không ai mắng anh, ai cũng khen anh đẹp trai hết. Có phải là những cô gái xem livestream của anh đều muốn lấy anh không? Hả? Làm gì có, sao anh không biết vậy? Nói dối, lúc trước em xem livestream của anh, mấy cô gái đó đều gọi anh là chồng hết. Lúc livestream anh rất ít đọc comment. Chém gió. Lúc trước em xem livestream, anh còn comment cho em nữa mà.
Đó là vì anh biết em đang xem anh. Anh toàn diện cớ thôi, chắc chắn là anh có xem. Anh làm không sao mà không mà. Xem được nè. Qua đây đi. Thôi mà. Anh ấy nói đúng, anh ấy chính là Lục Cảnh, nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng mà anh ấy ấm áp, cũng rất có tài, là người mà tôi muốn trân trọng như người thân và cùng đi tới cuối đời. Anh tìm em có chuyện gì? Em đã nói là không gặp anh nữa rồi. Tề Kỳ, đừng nói gì hết. Anh đừng có tưởng là anh gửi cho em vài tin nhắn xin lỗi rồi gọi cho em vài cuộc điện thoại thì em sẽ tha cho anh. Em mau xem coi. Lục Cảnh và Lương Thần quen nhau thật rồi nè. Anh tự mà đi xem một mình đi. Anh không lừa em đâu, lần trước anh nói thật mà. Anh thực sự đã thấy hai người họ đó. Lục Cảnh cũng công khai thật rồi. Cố Phi Minh. Ôi trời ơi. Đẹp trai. Đừng có căng thẳng mà khoai môn. Chỉ tỏ tình thôi mà có gì to tát đâu chứ. Chắc là mày sẽ làm được thôi. Tôi... Gì đây? Tôi... Đêm hôm tới đây có chuyện gì? Cái đó... cô đã xem video Lương Thần và Lục Cảnh gần đây đã đăng rồi chứ. Bây giờ họ khoe tình cảm với cả thế giới luôn rồi đó. Ghét thật mà. Cho nên là... tôi quyết định... ngày hôm nay... tôi với cô... Anh... muốn nói gì vậy? Tôi thật ra tôi muốn nói là tôi thật sự đã rất là cảm ơn cô. Đúng, cảm ơn cô. Bởi vì mấy hôm trước tôi bị bệnh mà, cũng nhờ cô Mã đến chăm sóc tôi, cho nên là tôi mới khỏi nhanh vậy đó. Anh đến là để cảm ơn tôi sao? Không phải. Dạo này đang có dịch cúm mà, tôi cất công đến đây là để xem cô có ổn hay không thôi. Sao anh quan tâm tới tôi quá vậy? Vì tôi muốn đối xử tốt với cô.手掌，给我爱。
My love.